Xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và tự hanh thông. Quý vị thân mến, chuẩn bị bước sang tháng 5 thì ai cũng tò mò không biết rằng trong tháng 5 âm lịch thì số phận của mình sẽ như thế nào. Đặc biệt là đối với các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Xin hé lộ với tất cả quý vị một chút. Do được thần tài chiếu cố ban lộc nên trong tháng 5 âm lịch này quý vị là một trong những con giáp cực kỳ may mắn và thành công về công việc cũng như sự nghiệp và gia đạo. Sự thành công của quý vị khiến cho rất nhiều những con giáp khác phải ganh tị, nhưng cũng không kém phần kính nể và trân trọng. May mắn không dễ dàng có được với người khác, nhưng đối với gia chủ Đinh Hợi thì nó chỉ là một vấn đề nhỏ trong tháng 5 âm lịch này mà thôi. Vậy nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có tuyệt vời này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài tử vi phân tích tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 5 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng chân thật, ít khi vòng vèo sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực thẳng thắn, không chịu lùn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, xa lánh. Tuy vậy đôi khi họ lại tỏ ra mình chính là người ham của cải vật chất hay chỉ trích, đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vậy nên thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc, khốn đốn. Họ khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng chính là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác trong công việc và có trách nhiệm cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Người tuổi Đinh Hợi đã đến độ tuổi không phải lo lắng nhiều về công việc, tiền tài. Các bác hãy chú ý nhiều đến sức khỏe trong tháng này. Xét tử vi thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ khi di chuyển đi lại. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nên khi có rắc rối xảy ra, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh là người có bề trên mẫu mực, bạn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người, một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp Bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ Đinh Hợi trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi cho thấy, vì đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên gia chủ không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong mọi việc. Hãy thỏa mãn và hài lòng với những gì mình đang có, không nên yêu cầu quá mức ở bản thân mình cũng như con cái và mọi người xung quanh. Nên tránh xa những lời dụ dỗ của người ngoài hoặc bỏ tiền túi ra đầu tư, rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định lớn nhỏ nào, tốt hơn cả là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự mình đưa ra quyết định khiến mình lâm vào rắc rối. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Đinh Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tài lộc ổn định chứ không vượng, vì vậy người tuổi này cần chú ý tránh xa những mối đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận cao nhưng kèm theo đó là rủi ro lớn. Song bạn cũng không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, tránh ham làm giàu, chớ nên nghe theo những lời ngon ngọt của người ngoài mà đem hết tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư vào những nơi không đáng tin tưởng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng,
cho các quý gia chủ đều có thể mang lại công năng tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của những người sinh năm 1947 không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Tuy nhiên cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, tránh bị tổn thương. Một số người đang bị xương khớp gân cốt thì không nên vận động mạnh, chú ý tìm những hoạt động phù hợp với sức của mình. Bản mệnh nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Thời gian này đang chuyển tiết, đây chính là thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt lẫn ngoại nhiệt. Đó là lý do bản mệnh rất dễ ốm đau và nhất là ở độ tuổi này, sức đề kháng đã kém hơn nhiều. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên để có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng này có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ cần phải hết sức lưu ý. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, người tuổi Đinh Hợi không gặp nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm, yêu mến của con cháu trong nhà. Mối quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng tốt đẹp, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Về cơ bản, bạn có thể tận hưởng những năm tháng yên bình. Tốt nhất hãy giữ tâm ý lạc quan, tích cực, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù có gặp phải vấn đề gì bất ngờ, bản mệnh cũng chớ nên lo lắng quá mức, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Hợi trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Đinh Hợi 1947 trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Hợi. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.